Tiếp theo thì mình sẽ tô những chiếc bánh chưng nha các bạn. Bánh chưng thì mình sẽ tô màu xanh. Tiếp theo thì mình sẽ tô trên nồi nấu bánh chưng. Nồi nấu bánh chưng thì mình sẽ tô màu xanh. Đây là lửa đang bập bùng cháy nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô những đám củi nha các bạn. Đây là những cây củi. Tiếp theo thì mình sẽ tô đôi dép cho hai bạn nhỏ nha các bạn. Đây là đôi dép của bạn nữ. Đây là đôi dép của bạn nam nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô chiếc quạt mà bạn nam đang cầm để quạt. Đây là chiếc ghế nha các bạn. Đây là chiếc ghế để ngồi cho đỡ mỏi chân.
Như vậy thì mình đã hoàn thành tô màu xong bức tranh hai bạn nhỏ đang nấu bánh chưng rồi nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.